Ngôi sao người Brazil đã tìm lại niềm vui sau sự cố bị bắt giam khi ghi bàn trong trận đấu ở Israel giữa cựu ngôi sao Barcelona gặp cựu ngôi sao Real Madrid. Ronaldinho cùng các ngôi sao của Barcelona như Deco, Rivaldo đã thi đấu với các cầu thủ Luis Figo, Roberto Carlos, Ivan Campbell của Real Madrid trên sân Bromfield. Ronaldinho đã có pha ghi bàn từ chấm 11m để giúp Barcelona mở tỷ số ở phút 28. Trước đó, ngôi sao của Brazil đã khiến khán giả thích thú với các pha xử lý bóng điêu luyện, khéo léo bằng đồ trang ma thuật, làm sống lại ánh hào quang ngày nào. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, cả thế giới đã có được dịp chứng kiến một trận đấu vô cùng đặc biệt, một trận siêu kinh điển mà có lẽ đứng vị trí số 1 về độ thân thiện. Đó là trận đấu giao hữu giữa các huyền thoại Barcelona và Real Madrid. Và trong số những cựu danh thủ ra sân ngày hôm đó, chúng ta có dịp được chứng kiến màn đối đầu vô cùng thú vị giữa hai người đồng hương, hai mảnh ghép quan trọng nhất trên con đường thống trị của Brazil trong quá khứ. Đó chính là cuộc tái ngộ ở hai đầu chiến tuyến của Ronaldinho và Roberto Carlos. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem liệu khi gặp lại người đồng đội đầy hổ báo nơi hành lang cánh trái, Ronaldinho có phát huy được hết độ đẳng cấp của một gã phù thủy với những kỹ năng điều khiển trái bóng đạt đến cảnh giới thượng thừa không nhé? Một đường chuyền dài đầy cảm giác của Ronaldinho thể hiện nhãn quan chiến thuật của chàng vũ vẫn còn đẳng cấp lắm. Tiếc là cũng vì tuổi cao sức yếu cộng thêm cái bụng hơi bia nên đồng đội của cựu sao người Brazil đã không thể bắt kịp trái bóng. Nếu như người ta mà có bảo Ronaldinho giải nghệ đã lâu nên khả năng làm xiếc với trái bóng đã bị thui chuột thì xin mời hãy xem pha bóng này. Chỉ cần mất chưa đến 2 giây quan sát, số 10 bên phía Barcelona đã có cú dứt điểm đầy táo bạo từ khoảng cách rất xa. Chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi là chúng ta đã được chứng kiến một siêu phẩm thực sự đến từ một ông lão đã bước sang tuổi 41 rồi. Lại thêm một cú dứt điểm hơi thừa độ cao nữa của Ronaldinho. Sau nỗ lực chuyền bóng của đồng đội, anh Vũ đã được đặt vào tư thế khá thuận lợi. Tuy nhiên pha ra chân của nhà ảo thuật gia này lại bay thẳng lên khán đài khi mà thủ môn của Real đã hoàn toàn đứng chôn chân. Có phải anh em đang rất mong chờ những pha biểu diễn như thế này của Ronaldinho phải không? Vào thời đỉnh cao phong độ, còn ai có thể làm tốt hơn cựu sao Barcelona trong khoảng chuyền bóng mà không cần nhìn như này nữa? Bởi đơn giản, Rô Vũ chính là một chuyên gia hệ lừa, tạo độ cay cực đỉnh cho các hậu vệ đối phương. Chúng ta đã có chuyền bóng rồi, vậy còn thiếu gì ở Ronaldinho bây giờ? Chính xác, đó chính là những pha đi bóng loại bỏ tới 3-4 cầu thủ theo kèm. Và dù đã có một thân hình không mấy thanh thoát, thì Dinho vẫn dễ dàng cho hai cựu danh thủ của Real ngửi khói. Nhưng một lần nữa, cú dứt điểm của huyền thoại Samba này lại chỉ tìm đến trúng cột dọc. Thực sự quá đáng tiếc, Ronaldinho xứng đáng có được bàn thắng tính đến thời điểm đó. Được trao cơ hội ngàn vàng để điền tên mình lên bảng đếm số sau khi trọng tài chính quyết định cho Barcelona được hưởng một quả penalty. Và trên chấm 11m, Ronaldinho đã không mắc bất kỳ một sai lầm nào để đánh bại thủ thành Jordi Codina mở tỷ số trận đấu vào phút 27. I couldn't see. Now that you're by my side.
lại thêm một lần nữa, hoa hậu thân thiện đến từ Brazil tung một đường chuyền kiểu quay mặt hững hờ. Nhưng lần này, Ronaldinho còn nâng cấp độ khó lên tầm cao mới khi anh thực hiện hẳn một đường chuyền dài. Nói chung là vẫn còn nghệ sĩ lắm, anh Vũ ơi. Cần xem Ronaldinho phô diễn kỹ thuật ư, có liền. Một pha ngoặt bóng đầy cảm giác của nhạc trưởng bên phía Barcelona đã khiến cầu thủ của Real Madrid không tài nào có thể đòi lại được trái bóng. Trông cứ phải lẻo đẻo theo một ông già bồng bia thế này, có dỗi thực sự không cơ chứ lại. Đã có bàn thắng trên chấm phạt đền, nhưng Ronaldinho vẫn chưa muốn dừng lại. Lần này cơ hội lại đến với Rô Vũ khi Barca được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Đáng tiếc là khoảng cách chấm đá phạt vẫn còn khá xa khung thành. Thế nên cho dù đã cố gắng vung chân hết cỡ, nhưng cuối cùng Ronaldinho chỉ mang về được một quả đá phạt góc dành cho đội bóng xứ Catalan. Màn thể hiện hoàn hảo của Ronaldinho được chốt sổ bằng cú flip-flap phiên bản người già mang đậm thương hiệu của chính anh. Tuy phiên bản này có hơi cồng kềnh một tí, nhưng độ hiệu quả của nó cũng đủ khiến cho đối thủ chạy đến và dành những cái ôm thô bạo cho Ronaldinho. Quả thực, khả năng phô diễn kỹ thuật làm siết với trái bóng của Rô Vũ vẫn còn tinh tế lắm, đủ mở ra cho khán giả cả một bầu trời đầy hoài niệm. Vừa rồi là màn trình diễn tuyệt vời của Ronaldinho trong ngày các huyền thoại của Real Madrid và Barcelona được một lần đối đầu nhau, đặc biệt là khi gặp lại đồng hương Roberto Carlos. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.